Xin chào toàn thể bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Mỹ Nhật Bãi nhé. Hôm nay em lên video review báo giá trực tiếp cho bà con ba con máy sới đa chức năng đến từ thương hiệu là Kubota bà con nhé. Ba con máy Kubota này là con máy nói chung là phục vụ công việc nông nghiệp, làm la ghim rau màu, sới phay cày vun tạt lên luống bà con nhé, đa chức năng. Và em sẽ báo giá trực tiếp cho bà con ba con máy này luôn. Hôm nay thì nói chung là ba cái con máy này ấy, nếu mà nói về cái nhu cầu của người nông dân bên Việt Nam mình thì chắc chắn là sẽ phải cần đến ba con máy này. Nếu mà làm nông nghiệp, làm la ghim rau màu, làm đất, phay đất này, sới đất này, tạt luống nhá. Đó. Thì các cái dòng máy một bánh là chuyên vun chuyên tạt này, đúng chưa? Và các cái dòng máy đa năng quay tay lái 360 độ là tạt luống, vun luống, sới đất này, kéo cày trâu cày lật, bừa ruộng nước ruộng thụt, làm sới nhảy cầu cào được hết nhá. Tạt vun luống rộng. Còn các cái dòng máy sới dầu, chạy dầu mà chuyên sới, chuyên phay, chuyên cày, chuyên bừa, chuyên kéo thùng rơ móc, nói chung là làm diện tích lớn, làm công việc nặng, sức nặng nhá. Đó, thì hôm nay thì em sẽ báo giá trực tiếp cho bà con luôn. Thì bà con quan tâm ba cái dòng máy này ấy, thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại là bên em để ngay bên dưới phần mô tả video. Số điện thoại là 0967 702 477 nhá. Đó, bà con cứ gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo thì bên em sẽ tư vấn, đặc biệt là tư vấn cho nhiều dòng hơn nữa. Đó, nó không chỉ đơn giản là Kubota mà còn Yamaha, Mitsubishi, Isuzu, Honda, rất nhiều dòng nhá, một giò hai bánh lỡ hay là các dòng lớn dòng nhỏ bên nào đều có hết nhá. Rồi ok, không để bà con chờ đợi lâu. Thì nói sơ sơ qua, Kubota TS, con này là tên là TS150 nhá. Đó, máy một giò một bánh, động cơ 6 ngựa 2, động cơ GH170 nhá. Đây. Kubota UHV TS150. Đấy thì đây là một con Kubota mà nói chung là phần trong của nó còn rất là đẹp đẽ nguyên. Thực sự là em chỉ có xịt sơn nữa thôi, bô chưa rỉ sơn nha. Còn mới tinh, nói chung là tần số còn 7 màu hết. Con này thì nói chung là nó sản xuất ra để là chuyên tạt, chuyên sới. Chuyên tạt, chuyên sới, chuyên lên luống, vun luống nhá. Vun ngô, vun khoai, vun mía, rồi là làm diện tích lớn ấy. Nó rất là bền bỉ, tại vì là Kubota là con này hiện tại đang sử dụng một cái đuôi là đuôi của trục là trục cốt nhào, cốt xéo nhá. Trục cốt nhào, cốt xéo đây, đúng chưa? Đó, rất là mới luôn. Và con này thì nói chung nói về độ bền ấy thì thực sự là nó rất là bền bỉ rồi. Kubota TS150 single coil. Nó sẽ có đi hai số tiến một số lùi nhá. Đó, cần số 7 màu hết. Hai số tiến một số lùi. Rồi là sới nhanh, sới chậm, tạt nhanh tạt chậm đầy đủ hết nhá. Là đảo chiều hộp xích nhá. Đó, con Kubota thì nói chung là nó sẽ có 3 sên, con này xài 3 sên. Con này xài 3 sên. Đây, 1 này, 2 này, 3 sên nhá. Các cái sên này có thể tháo tách rời ra để mà có thể sửa chữa rất là dễ dàng nhá. Đây có lọc bụi bằng nhớt, nhớt còn tao nguyên này. Đây chế trên trắng tinh, đúng chưa? Nói chung con này thì em cũng chưa dọn rửa vệ sinh gì đâu. Đấy thì thông số hôm trước của nó đây, động cơ GH170 nhá. GH170 này. GH170 này, đúng chưa? Đó là 6 ngựa 2 của Kubota. các cái dòng Kubota này thì nói chung là cũng đã bán trên thị trường rất là nhiều rồi. Thực sự là bên em đã bán rất là nhiều dòng này. Đó, thì cái giá của nó thì em sẽ báo ngay bên dưới cuối video nhé. Cuối video em sẽ báo tổng quan cho bà con. Còn thì em đang giới thiệu qua sơ các cái tính năng. Con này thì tay lái của nó cũng quay 360 độ được luôn. Đó, nâng hạ có đây là cái ngắt sới đầu rò này, ngắt sới đầu rò nhá. Tay ga trên tay. Đó, rồi là bóp gài côn này, đúng chưa? Đây là nâng hạ chỉnh gói thấp tay lái này. Nói chung là mọi chi tiết của nó còn rất là ok, đẹp đẽ nguyên. Thì nói chung là nó thì nó hơi chạy bẩn xíu thôi thì bọn em sẽ làm đẹp đẽ lại cho, nhưng mà với tình trạng như thế này thì thực sự em thấy là còn rất là ok luôn. Đúng không ạ? Đó, xin bộ veo, máy móc đây. Thực sự còn rất là tuyệt vời luôn. Đó, bô biết đen xì nguyên này, đúng chưa? Rồi, bình xăng nhựa nhá, bình xăng này bằng nhựa thì 100% không bao giờ sợ cấn cạn gì đâu. Lọc bụi bằng nhớt này, giò riếc của nó còn sáng sủa nguyên. Đó, chưa đụng chạm, hơi bị chày một tí sơn này thôi. Rồi, hộp sách số còn tươi nguyên. Đúng không ạ? Tem mác đây, Kubota. Đấy thì hiện tại con này đang đi bộ dàn sới nhá, bộ dàn sới. Dàn sới này thì có một cái phễu. Đây, sới này có một cái phễu để bà con nhìn thấy. Sới này sới 5 cánh. Nói chung cái này là vừa tạt vừa sới nhá, chưa mòn một tí nào luôn, chỉ hơi rỉ sơn thôi. Đó. Còn vuông hàng sắc cạnh nguyên. Con Kubota này một bánh 6 ngựa 2. Đó. Rồi, tiếp theo là đến con T1-55S. Con này nếu mà bà con mà làm muốn làm đa năng ấy, ví dụ như cả sới, cả tạt, cả phay, cả cày, cả bừa, làm sới nhảy cầu cào thì mình mua con này thì nó đa tính năng bà con nhá. T155S con này xài trục xài đuôi trục láp này, đuôi trục láp này là có là đuôi đảo chiều xuôi ngược nhá, quay xuôi là để sới đất và quay ngược là để tạt luống. Đó, con này động cơ là có 5 ngựa 7 thôi. Cũng GH170 nhưng mà nó có 5 ngựa 7 thôi. Đây con này trục láp này bà con nhá. Trục láp thì đa năng, tay lái quay 360 độ này, nâng hạ chỉnh gói thấp tay lái. Đó, Kubota. Đây con này có 5 ngựa 7 thôi.
M7 nhá. Đấy thì Kubota UHV. Nói chung là các cái dòng này ấy, thực sự thì nếu mà bà con làm diện tích gia đình, hộ gia đình ấy, hoặc là làm diện tích vừa phải, tạt luống, vun ngô, vun khoai, vun mía, làm mấy con này thì rất là ok. Tại vì là nó đa năng, nó xới được và tạt luống được. Đó, hiện tại thì nó đang đi bộ dàn phay. Bộ dàn phay đây nhá, đây trục láp của nó đây bà con nhìn thấy chưa, trục láp này nhá. Đây trục láp này, con này thì cũng rất là mới, liềm còn đen xì nguyên. Còn rất là ok này, lường vuông hàng sắc cạnh nguyên nhá, chưa bị mòn sơn. Đó. Dàn phay có thể tháo, dàn phay này có thể tháo tách rời ra nhé, để kéo cày lật cày trâu, con minh lồng bừa rụng nước rụng thụt, hoặc là kéo thùng các rô móc hay là lăng xế nhảy cào cào thì tuyệt vời luôn. Có côn chuyển hướng, bóp trái thì chuyển trái này, bóp phải thì chuyển phải nhé. Đó, rồi là có cài côn trên tay, cài côn trên tay được chưa? Đó, tay ga trên tay, công tắc tắt mở trên tay này. Đó, nâng hạ có thắt tay lái này, quay tay lái 360 độ đầy đủ hết nhá. Thì cái Kubota này ấy, đúng ra thì giá của nó, con trục láp này giá của nó chỉ có 14.500.000 thôi, là bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. 14.500.000 bao ship tới tận nhà cho bà con. Con T1-50, con TS-150 này giá là đi 21.000.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. 21.000.000 bao ship tới tận nhà cho bà con. Đó, thì đây là những cái dòng máy, máy hệ, máy đời cao. Đặc biệt là cái tính năng của nó, nói về hộp số này thì nó sẽ bền hơn Kubota TS-700 rất nhiều lần. Đặc biệt là trục cốt nhào này nó thì rất là bền bỉ bà con nhé. Trục cốt nhào này thì nói chung là thực sự là nó siêu bền luôn, chứ không phải là bền nữa. Đã siêu bền luôn, liềm sới chưa mòn đâu nhá, liềm sới chưa mòn đâu. Đấy thì bà con cứ xem video, cảm thấy con này thì nói chung là gầm ghiếc của nó còn tươi nguyên. Đó, rồi là con Kubota T155S này cũng thế. Đây, trục láp đây. Trục láp đây nhá. Con này thì nó sẽ có đi 4 tiến 2 lùi kết hợp với thỏ rồi nhìn chậm nhá. Đó, cái thứ này thỏ rồi nhìn chậm đây. Đấy, con này thì 14.500.000. Côn hết tính năng đầy đủ hết, dàn phay tháo tách trời. Đó thì nói chung là có một dòng một bánh cũng có, hoặc là dòng hai bánh lỡ cũng có, một bánh cũng có, hai bánh, rồi là đa năng quay tay lái, trục láp. Rồi, 14.500.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con. Con này là đi 21.000.000 nhá, là bao ship tới tận nhà. Nói chung cái này chỉ để dùng cho các bác nào mà làm nhiều, diện tích nhiều, đóng lớn, tạt vun, tạt sâu, vun sâu, hay là làm diện tích nhiều đó, làm trong nhà vườn, nhà màng, hay là vun ngô, vun khoai, làm hoa nữa, đặc biệt là làm hoa nữa, mà các bác làm hoa dơn, hoa hồng. Dùng những con này tạt lúng thì thứ nhất là thực sự là cực kỳ mạnh mẽ, thứ hai nữa là nó bền bỉ. Đó, làm diện tích nhiều, làm lâu năm thì nó rất là bền nhá. Chỉ cần là yêu cầu là thay nhớt nhau đầy đủ hết hộp số dàn phay thôi. Đó, ok. Rồi tiếp theo là đến con Kubota TD620. TD620 này thì là một con máy chuyên phay, chuyên sới, chuyên cày, chuyên bừa, chuyên kéo thùng rơ móc, làm diện, làm công việc sức nặng, làm sức nặng nhá. Đó, làm sức nặng. Thì nó là một con máy chạy dầu của Kubota TD động cơ 6 ngựa 2. Đó, con này thì nói chung là máy móc sạch sẽ đẹp đẽ nguyên. Đèn đóng còn đầy đủ hết nhá. Đấy, động cơ Kubota này, Kubota diesel nhá, máy chạy dầu. Đó, e gió của nó rất là mã lực luôn. Lọc bụi bằng nhớt có đầy đủ hết. Lọc bụi bằng nhớt này thì nó sẽ bảo vệ cho mình rất là nhiều này. Máy móc rất là bền bỉ. Bánh biết đây. Bánh là bánh -12 nhá, 500-12. Bánh của Bridgestone luôn. Đó, máy này là máy 5-12 nhá. Máy rất là thông dụng luôn. Xăm lốp gai góc này nó đầy đủ hết nguyên nhá. Đó. Rồi. À, con này thì chạy dầu, con này nó sẽ có đi 1 2 3 4 5 6 4 số tiến, 4 số lùi và 8 số tiến nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 số tiến này, 8 số tiến và 4 số lùi. Đó, có chìa khóa đề nổ. Con này thì vừa đề nổ, vừa giật nổ luôn mà con nhá. Vừa đề nổ, vừa giật nổ. Đó, hai tính năng khởi động máy. À, có côn chuyển hướng, bóp trái, bóp phải chuyển phải này, bóp trái chuyển trái, gài côn trên tay. Đó, thỏ rùa nhanh chậm trên tay, nói chung là rất nhẹ nhàng luôn. Inox hết này, đúng chưa? Đó. Rồi là con này là đây tay ga đây. Côn chuyển hướng này phanh này. Dàn số sới là có số thỏ rùa nhanh chậm đầy đủ hết nhá. Đó. TD620. Nói chung là con này thì dùng cho bà con nào mà chuyên sới, đất cứng, đất mềm, đất ruộng, bừa ruộng, bừa đầm đều ok hết. Gắn manh lồng bừa, ruộng nước, ruộng thụt nhá. Kéo cày lật cày trâu. Làm kéo cày lật cày trâu, đặc biệt là kéo thùng rơ móc tầm khoảng 600-800 kg thì cực kỳ ok. Đó. Rồi. Em sẽ khởi động trực tiếp con máy này cho bà con. Nhớ đây. Nhớ đây nhá. Nổ máy ra nhá. Đây nổ con máy này lên. Để quay cho bà con xem. Con này thì đầu tiên là đề nổ đã đây bật đề nổ đã là kéo ga lên này, kéo ga lên nhá. Được chưa? Bật chìa khóa này. Rất đơn giản đúng không ạ?
đèn đó vẫn còn nguyên nhá, đó, nguyên bản luôn. Các cái con máy dầu này thì thứ nhất là nó độ bền cao, thứ hai là khung sườn của nó cũng tựa như kiểu máy xăng, cũng gọn gàng nhẹ nhàng, rồi là đầy đủ tính năng. Đó, dàn phay rất là rộng, dàn phay này rộng tầm khoảng là 80 phân này, 1, 2, 3, 4, 80 phân mà con nhé. Đó, tiến lùi đây, đi số tiến thôi. Đó, nói chung là đi số nào gài côn là biết là tiến rồi đúng không ạ. Con này thực sự nó rất là đẹp nguyên, cực kỳ rất là đẹp luôn đấy ạ. Sơn xiếc, dàn áo của nó còn rất là ok. Rồi ok thôi. Rồi, thôi đừng phay nữa, thôi không cần nữa. Đó, rồi tắt máy đi. Rồi một tính năng nữa nó là khởi động. Bằng giật nổ nhá. Giật nổ. Đó thì nói chung là có hai chế độ để khởi động. Và con muốn đây khởi động thì kéo đóng e lên này, đúng chưa? Kéo ga mạnh lên nhá. Rồi. Giật nổ này. Đó. Rất dễ nổ đúng không ạ? Chỉ cần một thao tác thôi. Đó. Rất là ok. Thì các cái tính năng thì nói chung là các con Kubota này thì chạy dầu đây thì ưu điểm là thứ nhất là tiết kiệm dầu, thứ hai nữa là khung sườn của nó cũng đầm, dài và trường. Mình làm được rất nhiều tính năng. Đó, máy chạy dầu thì không phải suy nghĩ về công suất hoặc là không phải suy nghĩ về chuyện tiết kiệm nhiên liệu nữa rồi đúng không ạ? Mình đã loại bỏ được một cái phương án gọi là ăn xăng hay là ăn dầu đấy. Rồi ok. Đó. Nói chung là ga mạnh lên nào, ga mạnh lên. Nói chung thì máy móc thì êm ru đó. Các cái con máy dầu thì thường dường như là mình không phải dọn dẹp gì hết á, mình chỉ cần kiểm tra lại bình ắc quy có điện hay không và thay dầu nhớt, bật chìa khóa là nổ thôi. Còn các dòng máy xăng này thì mình phải thứ nhất là xúc rửa bình xăng con này, xúc rửa là bùm nhớt này, thay dầu nhớt mới, rồi số dàn phay, làm trơn dây côn dây ga. Đó, thường là các cái ưu điểm của máy dầu là nó đỡ phải cái công làm cho mình, còn các cái con máy này thì phải mất công dọn dẹp. Thực sự là thì cần phải bảo quản, đặc biệt là bảo dưỡng tốt nhé. Rồi, bà con muốn mua hàng thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bên em nhé. Em để số điện thoại ngay bên dưới phần mô tả video. À quên, báo giá cho các bà con này là con TD620 này giá 15.500.000 là không bao ship bà con nhé. 15.500.000 không bao ship. Đó, không bao ship. Đây, thiếu một con ốc này. 15.500.000 không bao ship cho bà con. Đó, không bao ship nhé. Đó, con này đẹp, đề nổ, giật nổ đầy đủ, lắp bình ốc quy mới, thay dầu nhớt mới đầy đủ hết rồi bà con. Đó, rồi ok, bà con cứ xem video mà cảm thấy ok thì con nào thì báo em. Nói chung là các cái dòng máy này thì bên em vẫn còn sẵn. Đấy thì, nhưng mà cái số lượng các cái con máy dầu TD620 này dường như là nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Rồi ok, đó, rồi cảm ơn bà con rất là nhiều vì đã quan tâm video. Bà con mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp nhá. Số điện thoại là 0967 702 477. Bà con cứ gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo thì bên em sẽ quay video, đặc biệt là giới thiệu cho bà con nhiều dòng máy hơn. Nói chung là Mitsu này, rồi là Zangma hay PSC này. Đấy, các cái dòng đa năng rất nhiều. Thì cũng muốn, nói chung là hàng thì vẫn mới về, chỉ hy vọng là bà con quan tâm dòng nào ấy thì bà con cứ liên hệ trực tiếp nhá. Bên em sẽ quay máy gửi quay video Zalo cho bà con. Đó, tại vì hiện tại hàng đang mới về nên là có rất nhiều máy mới, đặc biệt là nhiều dòng máy hay ho để bà con quay cho bà con. Đây bà con có thể thấy đây là máy móc thì thực sự là mới về thì số lượng thì mình bên em thì cũng không thể nào mà đăng lên video một lúc được. Đấy. Ví dụ như các cái dòng Zangma máy chạy dầu, đúng không ạ? Chạy dầu vừa đều vừa giặt đây. Đó, đối thủ của Kubota. Các cái dòng máy chuyên tạt, chuyên vun, chuyên sới. Đó. Thì nói chung là số lượng thì thực sự nó cũng hơi nhiều xíu, thì ví dụ như bà con muốn mua dòng nào, quan tâm dòng gì ấy thì cứ liên hệ trực tiếp nhá, em sẽ tư vấn cho phù hợp. Đấy, các cái dòng máy một giò một bánh thì bao la luôn. Bao la một giò một bánh luôn. Đúng không ạ? Bao la luôn. Đó. Đấy, các dòng máy đa chức năng. Đấy, rồi các con ép luống này, con ép luống này là con ép luống 13 ngựa này, chuyên ép luống này. 13 ngựa. Đó, rồi là đây, số lượng máy thì thực sự rất nhiều. Honda này. Honda rất ok. Đó. Rồi, hy vọng là bà con đồng hành cùng với bên em trong thời gian sắp tới, đặc biệt là bên em sẽ lên nhiều video hơn để mà gửi tới bà con một số video mà thú vị nhá. Rồi, cảm ơn bà con đã đồng hành cùng với bên em trong cái video này. Hy vọng là bà con cho em xin một like, nhấn chuông đăng ký kênh, nhấn thông báo để bên em hàng ngày thi thoảng sẽ lên những cái video để mà
bà con gửi tới bà con những cái dòng máy bà con để bà con tham khảo nhé. Rồi, ok, cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Rồi em chào bà con.